thì cũng từ ba cái đất này nè, mình nói nôm na mình nói như giờ dọc dơ vậy, chứ mình làm thì nó dơ nhưng mà cũng kiếm được cuộc sống, cũng ổn định được cuộc sống của mình, biết không? Cơm áo gạo tiền này kia, nhà cửa. Năm nay mặn không đủ sống nữa. Năm nay chạy lò nó chậm quá, nghe mặn nó bấp bênh, chứ mấy năm trước nó ngay mặn sống được. Giống như ý như này, như mình mặn mướn cho mình vậy đó. Cũng như đủ cho con cái rồi, sau này nó đi ăn học rồi vậy đó, chứ không giàu thì không có giàu. Ở đây kêu xóm lò không? Hỏi thăm kỹ thì lại xóm lò là tao biết. Xóm này ơi. Muốn quay bây giờ, muốn quay thiệt thời là cái xóm bà. Tôi lại bà, ở dưới bây giờ không có một người mặn nữa. Nghỉ hết rồi. Nghỉ giờ nghỉ là nghỉ rồi, đi đâu à? Sao hậu đó, hậu lặng cũng mặn đây vòng đây đông dữ lắm. Bây giờ còn có mấy chủ không? Cơm như gì đây? Thì lây gai hứng cực không, mà 3 giờ phía mặn tới đấy, 5-6 giờ chiều nắng á. Rồi trời mưa này với ẩu. Cái này nó mặn lây gai mặn hoài hả? Cái này là đẹp xấu gì ăn thua là cái hai môn này nè. Cái kia là rút cho nó bóng. Cái này là cắt là cho nó đẹp. Đâu, mình làm gì mình coi được mắt mình, chứ mình làm ẩu ra nó méo nó ấy này kia, mình coi không được rồi sao ta coi được. Mình làm hết cho nó đẹp, nó bóng bẩy rồi này kia. Cũng nó nuôi mình mà tới giờ thấy nó hơi chậm lại, mình cũng hơi buồn. Mình không biết sao rồi, cuộc sống sao, ngại lớn tuổi nữa, không biết làm gì thì sống. Bởi vì cũng hơi buồn buồn mà cũng còn bán lai gai được, còn đeo hoài chứ.